Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc đối với một người mà em yêu quý. Bài viết: Mẹ là người mà em yêu quý nhất. Mẹ em là bác sĩ. Ngoài những lúc làm việc tại bệnh viện, mẹ luôn dành thời gian để chăm sóc cho gia đình. Mẹ nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa và giặt quần áo. Mẹ em nấu ăn rất ngon. Em thích món nào thì mẹ em đều có thể làm được. Công việc của mẹ là khám và chữa bệnh cho các bệnh nhân nên rất bận rộn. Em sẽ ngoan, nghe lời mẹ và giúp đỡ mẹ nhiều công việc nhà hơn để mẹ đỡ vất vả. Bài viết 2. Chị gái của em năm nay 13 tuổi, chị tên là Hải Anh. Chị có làn da trắng tinh, mái tóc dài, đen bóng. Chị rất chăm chỉ học tập nên chị luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện. Năm ngoái, chị đạt giải nhất cuộc thi V-Olympic toán cấp thành phố. Chị từng chia sẻ với em về ước mơ trở thành một cô giáo để dạy cho các bạn nhỏ nhiều kiến thức bổ ích. Tính chị lúc nào cũng vui vẻ, gặp ai chị cũng hay nói đùa nên rất nhiều người yêu quý chị. Chị gái em là người thông minh, lại vô cùng gương mẫu. Em rất yêu chị.